cũng gọi là tạm được nha quý khách. Cặp loa tivi 80k một cặp. Bề ngang của em nó là 22. Bề ra của nó là 10. Em quá Quy Nhơn Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ cho dòng đồ đây Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hai lò tốt ha. Zalo, Facebook, YouTube, chợ tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách của chú chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi xong.